Học tới cái cốt lõi của cái giáo lý bát nhã này thì như ta đã có thể tóm thâu gọn là vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vật chất, thọ tưởng hành thức là phần tinh thần. Nó gộp lại là trong cái ngũ uẩn đó nó có vừa có tinh thần vừa có vật chất. Mà cái ngũ uẩn đó mà nếu mà triển khai ra đó, nó có 5 món thôi mà triển khai ra nó thành ra bách pháp của Đại Thừa, 100 pháp. 100 pháp đó diễn đạt tất cả, cả hữu tình, cả vô tình trong cái vũ trụ bao la mà chúng ta đang sống đây là nó nằm gọn ở trong cái ngũ uẩn đó. Mà vô sắc vô thọ tưởng hành thức có nghĩa là thọ sắc thọ tưởng hành thức đều không có, chứ vô có nghĩa là không có gì. Vậy thì câu đó nói với mọi người để tới Phật phải hiểu rằng ngũ uẩn dài không. Đây là tóm lược cả nhà, tóm tắt xin đại chúng lý. Ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với vạn pháp dài không. Vì vạn pháp nó diễn ra từ ngũ uẩn. Vì vậy cho nên ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với vạn pháp dài không. Mà vạn pháp dài không vì sao mà nói dài không? Không kiểu nào. Không đây không có nghĩa là phủ nhận cái có. Không có phủ nhận cái hữu tình chúng sanh là không có gì. Không phủ nhận núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Nói chung là vô tình là không có gì. Không phải vậy. Đâu mà không có nói vậy. Bởi vì nói vậy làm sao nói được. Hữu tình người ta thật đàng hoàng, ai cũng thấy đi đứng nằm ngồi, nói nín động tĩnh ai cũng biết sao gọi là không có. Núi sông đất liền trời trăng mây nước, sự vật hiện tượng nó rõ ràng như thế thì sao là không có. Cho nên Đạo Phật không có quê mùa dốc nát gì mà nói rằng là cõi đời này là không. Dầu nói ngũ uẩn dạ không, dầu nói vạn pháp dạ không, nhưng mà không có nghĩa là phủ nhận không có gì. Mà là có. Nhưng mà có cái điều là có, nó không có cái có này nó không có thực. Lại vì tìm ra cái bản chất của cái nào đó để sinh ra cái có này, không có. Mà tất cả cái có là do cái vô số cái không. Vô số cái không mà nó biến chuyển, nó vận động, đồng chủng, nó tương hợp, dị chủng, nó tương xích, đồng tánh, nó tương cự, dị tánh, nó tương hấp, đồng năng, tương bội, dị năng, tương để. Tùy theo cái lực hấp dẫn và chống đối của nó mà nó hòa hợp hoặc là nó chống đối mà nó hình thành theo cái lý đương nhiên của nó. Do vậy cho nên là cái có là cái có do vô số cái không, mà vô số cái không đó tức là nhiều duyên đó hợp lại thành ra cái có. Vì vậy cho nên cái có là cái kết quả của cái có đó là do nhiều nhân duyên mà hội tụ lại mà hình thành. Vì vậy cho nên cái có đó không có thật. Thí dụ cái có đó giống như là cái có của hình ảnh trên màn bạc trên tivi, ai cũng thấy có đó chứ. Có cả tiếng đàn, tiếng nhạc trầm bổng du dương, tiếng khóc, tiếng cười, hỉ nộ, ai cụ ái ố đều trong có hết ở trên cái màn tivi đó chứ. Nhưng mà nếu mà có một cái thiếu một cái duyên nào đó tình cờ điện trúc, thế thì là tất cả cái có đó đều không còn nữa. Một xin tiếp tục nhắc lại về cái vấn đề là dai không của Đạo Phật. Tôi thí dụ là cái hình ảnh trên cái máy tivi đấy, ngắt điện một cái là nó mất. Nhưng mà mở banh cái máy ra tìm coi cái hình ảnh nãy giờ đó nó trú ngụ ở chỗ nào, nó phát xuất từ cái mạch điện nào trong đó, đều không có. Không hề cái hình ảnh đó, lời ca tiếng nhạc đó ở mạch điện nào không hề có.
thăng ra cái nguồn, dây ra cái anten ở ngoài trời cũng không hề có. Vậy mà nối điện lại, tức là thêm một cái duyên cho nó đủ cái điều kiện, đủ cái duyên của nó, thì hình ảnh, âm thanh, màu sắc có lại. Lấy cái sự kiện đó, cái hình ảnh của cái TV hàng ngày đó, bà con ta ai cũng thấy rõ cái lý duyên sanh của vạn pháp nó vậy đó. Nó tác động trùng trùng, mà nói cái do cái nào cũng đều không trúng, để nó hình thành sự bảo kiểm đó. Do vậy cho nên cái không là không có tự ngã, không có cái thực thể riêng biệt của một pháp nào, dầu đó là hữu tình hay là vô tình. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng ngũ uẩn giai không, mà ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Và từ cái căn bản vạn pháp giai không, ngũ uẩn giai không rồi thì vô nhãn nhĩ tỷ thiệt, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô minh, diệt vô minh tận, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, đều là diễn đạt thêm cái phần chi tiết, nói rõ thêm về chi tiết, mà căn bản của nó là ngũ uẩn giai không đã đầy đủ lắm rồi. Từ ngũ uẩn nó duyên sanh ra lục nhập, lục nhập và nó duyên sanh ra thập nhị xứ, thập nhị xứ nó duyên sanh ra thập bát giới. Cho nên nói rằng lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới giai không cũng nằm trong cái căn bản là ngũ uẩn giai giai không vậy. À, học như vậy là mình tóm lược như thế. Mà cái không đây là để xin nhắc lại là nó không có cái thực ngã, nó không có cái chủ tể thường nhất, nó không có cái bất biến, nó không có cái tự tại, chứ không phải là không có gì. Mà muốn thấy được cái tính chất không này đó, tôi nhắc cái đại chúng là mình phải tư duy mới thấy rõ nha. Công danh từ xưa nay có biết bao nhiêu người có công danh à? Mà tôi còn nhớ cái bài thi cổ, ta gọi là bài thi cổ mà ta tóm tắt ở trong những cái câu à: tế suy kim cổ sự kham sầu, quý tiện đồng quy thổ nhất khâu, hớn võ ngọc đường nhân khở tại, thạch gia kim cốc thủy như lưu, Quan Âm Nhật Đáo Hoàng Tương Mộ, Thảo Mộc Phùng Xuân Hữu Đáo Thu. Rồi gì nữa mà có câu là Bá Dương Dũng Mãnh Kim Hà Tại, mà hàng tính công lao nhất đáng không. Đây, để ý mấy câu đó. Mấy câu đó để đúc kết lại cái dạng pháp giai không là ở nơi ý nghĩa của những câu đó. Tế suy kim cổ sự kham sầu, nghĩa là nếu mà mình suy gẫm, mình tư duy, mình nhận thức lại cái chuyện xưa nay, mình ôn lại đó, thì thật là đáng buồn. Không có cái gì mà đáng vui được cả. Lý do: quý tiện đồng quy thổ nhất khâu, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ công danh địa vị tôn đánh người ta, cái người bình thường cuối cùng rồi cũng chung một gò, một cái nấm mồ mà thôi. Rồi bây giờ thì lại có cái, còn có cái thiêu, cho nên người ta mới hát cái bài hát Cát Bụi Trở Về Cát Bụi. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho, ta cảm ơn trời cuộc sống thương đau, nào ai có biết số phận ngày sau ông trời đã trao. Người giàu cũng như người nghèo, rồi cuối cùng rồi cũng hai bàn tay không, rồi cũng chỉ còn lại là một cái nấm mồ, hoặc là một hũ cát bụi.
Nếu mà có gửi chùa Vĩnh Nghiêm đi, nó cũng là gửi cái hũ cát bụi mà thôi. Cho nên quy tiện đồng quy thổ nhất khâu. Hớn Võ Ngọc Đường, Nhân Khởi Tại, Thập Gia Kim Cốc, Thủy Như Lưu là nói chuyện là những ông vua thời phong kiến. Nhà ngọc, cột ngọc treo giang. Nhưng mà bây giờ còn được đâu, có còn gì đâu. Cái chuyện tích thạch sùng giàu có vô tận, nhưng mà cuối cùng chỉ thua một cái trận đánh cược với nhau, không có cái mẻ kho, mà tán gia bại sản, trở thành ra cái chuyện thần thoại. Người ta nói chết rồi thành con thằng lằn, cứ tặc cái lưỡi thì tiếc của. Nhưng Thập Gia Kim Cốc, Thủy Như Lưu, nhà giàu có vô số, nghĩa là bác gia vô số, nhưng mà cuối cùng rồi cũng hai bàn tay không thôi. Ta đưa ra nữa, Quan Âm Nhật Đáo, Hoàng Tương Mộ mà Thảo Mộc Phùng Xuân Hữu Đáo Thu. Cái chuyện xoay dần của vũ trụ, của nhân sanh, của cuộc đời, nó giống như là ngày đêm tối sáng, hết ngày tới đêm, hết tối tới sáng, từ đông sang tây. Sự di chuyển của cuộc đời không có cái gì tồn tại. Cỏ cây hoa lá cũng vậy, hết mùa xuân rồi thì qua hè, hạ thu đông, hết đông trở lại xuân. Cái sự tuần hoàn vận chuyển như vậy, không ai quyết định được cái đời của mình là hạnh phúc cỡ nào và nó giàu có được bao nhiêu đời. Và cái người nghèo có phải nghèo vậy hoài hay không, cũng không ai quyết định được. Mà thực tế có những người nghèo khó mà ta lên ta làm công danh sự nghiệp lớn lao. Ngược lại những người giàu rồi nó sa sút đau khổ tận cùng, điều đó là điều có thật. Còn như Bá Dương Võng Mãnh, Kim Hà Tại. Bá Dương là chỉ cho hạng mở sức đánh muôn người một lượt, nhưng bây giờ đã còn đâu. Hàng tính công lao gây dựng cơ nghiệp nhờ hơn 400 năm, bây giờ đã còn đâu. Này, vấn đề học cái giảng pháp giai không dương sanh như quyển để mà thấy được cái tính chất hư giả của cuộc đời, của kiếp con người, của sự vật hiện tượng, nó chuyển biến, nó sanh diệt, diệt sanh. Chứ không phải là học giai không để rồi phải thấy cho được cái gì cũng đều là giống tết, nghĩa là đều là không có. Không phải vậy. Để ý cái đó. Để ý thấy cái mong manh đó. Sống trong đời này, người giàu sang cũng như người nghèo đó. Cuộc sống mong manh. Cho nên mọi người đừng có chạy theo cái tài sắc công danh sự nghiệp, để rồi rốt cuộc rồi chỉ nó giống nhau là cát bụi, trở về cát bụi, chỉ còn một nắm bột. Thấy được cái đó, nó hạn chế bớt cái tham lam, cái dục vọng, hạn chế bớt những cái ưu tư, cái khổ sở trong cuộc sống. Mà nếu mà mình hạn chế được nhiều thì gọi đó là niết bàn, mình hạn chế được ít thì gọi đó là hạnh phúc, gọi đó là khinh an trong cuộc sống. Đạo Phật là như thế. Để ý cái đó, chứ không thì người ta có thể phê phán là đạo Phật là đầu độc cho con người tiêu cực, chứ không phải tiêu cực đâu. Sống một cuộc sống có ý nghĩa, có an lành, có hạnh phúc, mong mỏi một cuộc sống đó, xây dựng cuộc sống đó là tiêu cực ư? Sống như cuộc sống khuynh đảo, lừa lọc, giật quịch, tàn hại nhau để được sung sướng, đó là cuộc sống tích cực, là đáng khen ư? Không. Cuộc sống mà lừa đảo, mà tráo trở, mà nếp yếu, khôn hiếp dại, giàu, khinh nghèo, điều đó không đem lại hạnh phúc cho con người đâu. Mà con người phải thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp, duyên sanh của vạn pháp, để rồi cuộc sống của mình nó có quân bình lại được, vừa vật chất vừa tinh thần, mình mới có thể hưởng được sự an lạc. Bằng cớ là những cái người dân bình thường làm ăn lương thiện, nó có sự an lạc. Còn giàu quá khó có an lạc.
cái đầu không có lúc rảnh rang, không có lúc nghỉ ngơi. Còn cái mà tàn bạo và bất nhân thì từ xưa tới nay cái kết quả đều đem lại khổ đau mà thôi, chứ không có tội nguyện được. Để nên nhận thức cái chân lý giải không của đạo Phật là cái chủ đích là phục vụ cho cái lẽ sống của con người.